Xin chào toàn thể các bác, tiếp tục lại là những kiện hàng được gửi đi trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì hiện tại bên Viettel đang qua bên em lấy hàng và vận chuyển đi cho tất cả các bác. Hàng thì được đóng gói rất là cẩn thận, rất là kỹ đúng không ạ? Nên là không sợ móp méo hay là vỡ gì khi các bác nhận hàng. Thì bên cạnh đó bên em vẫn còn một số đôi la bút Hồng Kông series 3 mới về, hàng mới về. Thì bác nào quan tâm về dòng sản phẩm này có thể liên hệ trực tiếp với em. Thì đây là một trong những lô bút Hồng Kông được bên em tuyển chọn về rất là mới nhá, Bet 20. Và một số đôi KI 512 thì em đang tiến hành kiểm tra và test qua chất lượng để đóng nốt hàng gửi đi cho tất cả các bác. Rất là đẹp đúng không ạ? Những đôi JBL KI512 hàng siêu lướt và có những đôi 2019 nữa. Hiện tại thì còn 4 đôi để đang kiểm tra để chiều nay gửi đi nốt cho tất cả các bác. Hàng cực kỳ là đẹp, số series khác nhau này. Bác nào quan tâm về những dòng sản phẩm này có thể liên hệ trực tiếp với em nhé. Hàng thì vẫn còn nhưng mà còn chỉ còn số lượng thôi ạ. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em để có thể đặt hàng ngay. Là bốt đấy ạ, rất là đẹp đúng không ạ? Bốt Hồng Kông series 3, Bet 20 đấy, rất là nhiều hàng, em cũng bày ra để đang tháo ra kiểm tra cả nội thất trong và ngoài rồi kìa. Để chuẩn bị chiều nay gửi đi cho tận này các bác rồi. Thì các bác nhận hàng các bác có thể tháo ra và kiểm tra xem đúng như em quảng cáo thì các bác nhận. Còn không đúng thì giải lại hàng cho em, không sao cả.